Trong thời gian qua, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI từ liên minh châu Âu EU vào Việt Nam có xu hướng tăng nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ từ 2 đến 5% so với tổng số vốn FDI mà EU phân bổ trên thế giới. Theo bài viết trên báo thời nay, thời gian tới thu hút FDI từ EU sẽ là chiến lược dài hơi của Việt Nam với các giải pháp phù hợp, trong đó đáng chú ý cần đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ đầu tư, nhất là các biện pháp hỗ trợ sau thuế theo xu thế chung và phù hợp với các cam kết quốc tế báo đại đoàn kết dẫn số liệu của tổng cục thống kê, kỷ lục xuất siêu năm 2023 của Việt Nam vượt xa con số xuất siêu của nhiều năm qua. Giá trị xuất siêu năm 2023 đạt 28 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,5 lần giá trị xuất siêu năm 2022. Tuy nhiên theo ý kiến chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 còn nhiều khó khăn, vấn đề đặt ra với nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trước hết là phải giữ vững và thắng ở sân nhà, có nghĩa là phải chiếm được vị trí dẫn dắt tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ hàng hóa nhập khẩu. Khu vực miền Trung Tây Nguyên có hệ thống sông suối dày đặc, địa hình dốc có tiềm năng lớn để phát triển các dự án thủy điện. Toàn khu vực hiện đã đưa vào vận hành khai thác khoảng 60 thủy điện bậc thang và hơn 160 thủy điện nhỏ. Theo bài viết trên báo Nhân dân, song song với phát triển hệ thống thủy điện, việc xây dựng các chính sách giải pháp tạo sinh kế bền vững cho nhân dân khu vực thủy điện là hết sức cần thiết. Các mô hình sản xuất có sự tham gia của các doanh nghiệp làm thủy điện và chính quyền địa phương đã giúp ổn định từng bước nâng cao đời sống người dân tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, quy tụ đông đảo người dân từ mọi miền đất nước đến học tập, làm ăn, sinh sống. Cũng vì vậy mà mỗi khi Tết đến, ùn tắc giao thông xảy ra khắp nơi, khiến đường về quê hết sức gian nan. Tuy nhiên, bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng, Tết năm nay việc đi lại đã khác khi tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Hảo Bình Thuận được thông suốt. Điều này không chỉ giúp người dân về quê ăn Tết nhanh hơn mà việc vận chuyển hàng hóa cũng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo ghi nhận trên báo Hà Nội Mới, các hãng hàng không đã chủ động bổ sung máy bay, tăng tải trên nhiều đường bay, tổ chức thêm các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm và đêm về vận tải đường bộ, các bến xe, nhà xe cũng đã sẵn sàng phương án chủ động phục vụ khách. Một số nhà xe đã thông báo tăng giá vé với mức tăng từ 17% trở lên tùy từng tuyến. Với tình hình hiện tại, lượng xe tại các bến cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Mặc dù thành phố Hà Nội rất sát sao trong việc chỉ đạo triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhưng đến thời điểm này, theo thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị, khối lượng công việc mới chỉ hoàn thành được chưa đầy 1,2%. Thực trạng này xuất phát từ những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, hệ số bồi thường và tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư. Vì vậy, một số ý kiến chuyên gia cho rằng nhà nước cần phải có những cơ chế chính sách riêng mang tính đặc thù cho thủ đô Hà Nội trong công tác cải tạo xây dựng lại trung cư, nhà tập thể cũ để thành phố lấy căn cứ triển khai thực hiện. Thưa quý vị, trong khi mật độ dân số liên tục tăng cao, thì hàng trăm chiếc xe máy vô chủ tại hầm trung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhiều năm qua, không ai đến nhận khiến hầm gửi xe quá tải, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Theo phản ánh trên báo lao động, gần 200 xe máy vô chủ đã được ban quản lý trung cư đưa ra từ dưới hầm để xe lên sảnh trung cư nhằm tránh trường hợp cháy nổ có thể xảy ra. Dù ban quản lý đã thông báo một tháng qua, thế nhưng đến nay số xe máy này hiện chưa có ai đến nhận và chưa có cách nào để giải quyết số xe này.